Của chúng ta giúp nhóm mạnh khỏe và ngày càng trẻ đẹp hơn. Sau đây là tiết mục văn nghệ Lá Còn Xanh đến từ nhóm dưỡng sinh của câu lạc bộ của chúng ta. Trong vườn cung, nhớ trong cây, cành lá tưng bừng đôi vui.
đoàn kết đến từ nhóm văn nghệ của câu lạc bộ chúng ta. Vậy xin một tràng pháo tay để cổ vũ cho nhóm văn nghệ ạ. Thank you.
hệ của câu lạc bộ. Xin kính chúc nhóm mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, vạn sự bình an. Sau đây là tiết mục cây đàn ta mu đến từ nhóm dưỡng sinh của câu lạc bộ chúng ta. Vậy xin một tràng pháo tay cổ vũ cho đội nhóm dưỡng sinh ạ.
nhóm mạnh khỏe và ngày càng tỏa sáng trong các chương trình văn nghệ. Và sau đây xin trân trọng kính mời hai nhóm trưởng của hai nhóm văn nghệ. Xin kính mời hai nhóm trưởng của hai nhóm văn nghệ chúng ta lên ngồi trên sân khấu để nhận hoa và quà của ông đi ạ. Thank you.
của nhóm dưỡng sinh chúc nhóm mạnh khỏe và ngày càng tỏa sáng trong các chương trình văn nghệ. Và sau đây xin trân trọng kính mời hai nhóm trưởng của hai nhóm văn nghệ. Xin kính mời hai nhóm trưởng của hai nhóm văn nghệ chúng ta lên hội trên sân khấu để nhận hoa và quà của hội nghị nhạc. Cao tuổi cấp tốc để câu lạc bộ ngày càng phát triển và vững mạnh. Căn cứ vào quyết định số 53 QĐUBND ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Thi tuyển toàn tổ chức theo hướng dẫn của tổ chức 2 phân công nhiệm vụ cho thành viên ban chủ nhiệm. Một chủ nhiệm câu lạc bộ phụ trách chung, phụ trách giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng. Ủy viên 3 phụ trách thủ quỹ, thư ký, lưu trữ và tình nguyện viên chăm sóc tại nhà. Sau khi kiện toàn tổ chức, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đi vào hoạt động, thời gian đầu tăng từ cán bộ xuống chỉ đạo hướng dẫn cách thức tổ chức điều hành sinh hoạt và quản lý câu lạc bộ. Sau một thời gian ngắn, với sự nỗ lực nhiệt tình và trách nhiệm, ban chủ nhiệm đã nhanh chóng chủ động trong công việc của mình, vững vàng động của câu lạc bộ đạt được nhiều những thành tích nổi bật mà trong báo cáo tổng kết của câu lạc bộ đã nêu. Mỗi thành viên ban chủ nhiệm bám sát công việc của mình phụ trách để duy trì và điều hành mọi hoạt động gia đình, năng lực lãnh đạo. Do tác động khách quan thường là bị tác động bởi những câu nói ăn cơm nhà vắt từ vả hàng tổng, không ít thì nhiều cũng gây ảnh hưởng tới kết quả của công việc. Để rút kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân để cùng tập thể câu lạc bộ xây dựng câu lạc bộ ngày càng vững mạnh. Toàn thể các quý vị tham dự hội nghị, như toàn thể thành viên trong câu lạc bộ tham dự hội nghị đã nghe ông Lê Khắc Long chủ nhiệm câu lạc bộ đọc báo cáo hoạt động trong 4 năm qua của câu lạc bộ. Tiếp theo báo của
báo cáo thành tích hoạt động của câu lạc bộ mà ông chủ nhiệm câu lạc bộ đã thông qua trước hội huyện. Nó chỉ là một phần đánh giá khái quát chung mà câu lạc bộ của chúng ta đã làm được. Sau đây tôi xin mời các ý kiến tham luận của các thành viên trong câu lạc bộ. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Hoa. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể hội nghị. Lời đầu tiên cho phép tôi để kính chúc các quý vị đại biểu cùng hội nghị một lời chào trân trọng nhất. Tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo tổng kết qua 4 năm hoạt động của câu lạc bộ do ông chủ nhiệm câu lạc bộ báo cáo trước hội nghị. Kính thưa hội nghị, tôi xin tham luận bổ sung thêm một số vấn đề về công tác chăm sóc sức khỏe tại nhà, tự giúp nhau, hỗ trợ cộng đồng. Qua 4 năm hoạt động của câu lạc bộ cho đến nay, những thành tích đã đạt được là chủ yếu là thiết thực với đời sống tinh thần đối với người cao tuổi trong địa bàn dân cư địa phương. Nhưng việc làm mang đầy tính nhân văn, ấm áp tình người, đem lại niềm vui nguồn động lực sống vươn lên, chiến thắng tuổi già, chiến thắng bệnh tật của người cao tuổi. Là một thành viên của câu lạc bộ thường xuyên làm công việc thăm hộ, giúp đỡ người cao tuổi khó khăn, khó khăn. Tinh thần văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, xin trân trọng kính mời bạn. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể câu lạc bộ, lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể câu lạc bộ lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể hội nghị, tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Phan Thị Hà, hội viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ phụ trách mảng văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Sau đây tôi xin có đôi lời tham luận về mảng văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo của ông Lê Thăng Long, chủ nhiệm câu lạc bộ vừa báo cáo trước toàn câu lạc bộ. Kính thưa toàn thể hội nghị, câu lạc bộ liên hệ tự giúp nhau thôn Nội Thượng ra mắt thôn Nội Thượng xã An Viên đã ra mắt từ đến nay đã được 4 năm. Trong suốt quá trình thành lập và sinh hoạt phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của câu lạc bộ luôn luôn được duy trì và phát triển mạnh mẽ. Vào những năm đầu mới thành lập, tuy có nhiều bỡ ngỡ, song bản thân tôi luôn luôn tìm hiểu và học hỏi để đưa các phong trào văn nghệ, văn hóa, thể dục, thể thao vào câu lạc bộ. Chính vì vậy mà đã thu hút được 100% thành viên câu lạc bộ tham gia hưởng ứng nhiệt tình. Tôi đã dẫn dắt các thành viên trong câu lạc bộ theo thành từng nhóm, tập theo các bài theo độ tuổi như đi bộ, đi xe đạp, đánh cầu lông, tập dưỡng sinh, tập thể dục thể thao và văn hóa văn nghệ. Vâng, kính thưa toàn thể câu lạc bộ, tuy nhiên trong thời gian hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của câu lạc bộ có đôi phần bị gián đoạn. Xong, tôi đã gửi các bài tập cho các thành viên qua Zalo, qua Facebook. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể câu lạc bộ, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của câu lạc bộ đến nay đã phát triển rất mạnh mẽ và còn thu hút được các thành viên ngoài câu lạc bộ tham gia với tinh thần sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Và để có được thành công này là sự nỗ lực không ngừng của bản thân
không nhỏ của bản thân và sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và lòng nhiệt tình của các thành viên từ câu lạc bộ. Từ đáy lòng, tôi xin chân thành cảm ơn tới các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và các thành viên câu lạc bộ đã nhiệt tình tham gia. Trước khi được lời, một lần nữa tôi xin được kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể câu lạc bộ mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc câu lạc bộ liên hệ tự giúp nhau tôi lợi dụng ngày càng nhân rộng và thu hút được nhiều thành viên tham gia hơn. Xin chân thành cảm ơn. Đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội nghị, tôi hoàn toàn nhất trí cao với bản kiểm điểm của ban chủ nhiệm câu lạc bộ do ông chủ nhiệm câu lạc bộ đã báo cáo trước hội nghị. Tôi xin có một số ý kiến bổ sung như sau. Như chúng ta đều biết, câu lạc bộ của chúng ta ngày đầu toàn tiền tổ chức đi vào hoạt động đội ngũ lãnh đạo. Câu lạc bộ gồm có 5 người trong công ban chấp hành và 10 người là tổ trưởng, tổ phó của 5 tổ. Duy nhất chỉ có một ông chủ nhiệm là cán bộ nhà nước về nghỉ hưu. Còn lại anh chị em chúng tôi đều là nông dân, thuần nông, chỉ quen với những công việc đồng ruộng, không quen với công việc quản lý, lãnh đạo. Với bản thân tôi là một phó, đội phó của một tổ, là cũng là một người nông dân, thuần nông như vậy, nên tôi cũng rất thấu hiểu những khó khăn mà cán bộ trong ban chấp hành trải qua. Những ngày đầu lãnh đạo câu lạc bộ còn rất bỡ ngỡ và lúng túng. Lãnh đạo trên 50 con người hoạt động đã có rất nhiều khó khăn, xong ở đây phải lãnh đạo chỉ đạo câu lạc bộ đi vào hoạt động theo tổ chức, quy chế, quy định bắt buộc theo hội người cao tuổi quốc tế gọi tắt là tổ chức 2 quy định. Và còn một điều khó khăn không nhỏ, đó là lãnh đạo một tập thể người già có, người trẻ có, hoàn cảnh kinh tế và đời sống gia đình không đồng đều, cũng như sự nhận thức và hiểu biết còn khác nhau. Song bằng sự lãnh đạo nhiệt tình, ý thức trách nhiệm cao, đi đầu là ông chủ nhiệm câu lạc bộ đã bỏ công bỏ của chấp nhận những thiệt thòi cá nhân cùng với đội ngũ ban chấp hành đoàn kết hỗ trợ nhau vững vàng chèo lái con thuyền câu lạc bộ vượt qua bao biết bao khó khăn trở ngại thành tích đáng trân trọng, lôi cuốn thúc đẩy phong trào ấm áp tình người trong quần chúng nhân dân địa phương, giúp cho con người địa phương yêu thương nhau hơn. Qua diễn đàn hội nghị lần này, tôi mong rằng đội ngũ ban chấp hành hãy phát huy tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa, chung sức chung lòng đoàn cùng tập thể xây dựng câu lạc bộ của chúng ta ngày càng vững mạnh hơn, đúng với cái tên gọi câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, ta giúp ta và ta giúp người, cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn. Cuối cùng, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, chúc hội nghị thành công rực rỡ. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Tham luận của bà. Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể hội nghị, vừa qua chúng ta đã được nghe các ý kiến tham luận về một số lĩnh vực trọng tâm trong hoạt động của câu lạc bộ. Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên câu lạc bộ đã đóng góp những ý kiến rất cụ thể đi vào trọng tâm. Thay mặt ban chủ nhiệm, chúng tôi xin tiếp thu các ý kiến tham luận của các thành viên câu lạc bộ. Tiếp cho đây, tôi xin hỏi các thành viên trong câu lạc bộ còn ý kiến nào khác không ạ? Xin mời các thành viên. Nếu không còn ý kiến gì thêm, xin mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị chúng ta
Thưa các vị đại biểu thiết quý, kính thưa toàn thể các thành viên của câu lạc bộ liên hệ từ giúp nhau thôn Nội Thượng, xã An Viên. Hôm nay tôi và đồng chí Trương Thị Hoàn, phó trưởng ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh Hưng Yên, và đồng chí Hoàng Tuấn Nghĩa, trưởng ban đại diện hội người cao tuổi của huyện Tiên Nữ, rất là vui mừng và phấn khởi được về dự lễ kỷ niệm 4 năm thành lập câu lạc bộ liên hệ từ giúp nhau thôn Nội Thượng, xã An Viên. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban đại diện hội người cao tuổi của tỉnh và huyện Tiên Nữ, xin gửi tới các vị đại biểu quốc quý và toàn thể các thành viên của câu lạc bộ liên hệ từ giúp nhau thôn Nội Thượng lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các vị đại biểu, câu lạc bộ liên hệ từ giúp nhau là một loại hình câu lạc bộ đặc biệt và hoạt động là hết sức nhân văn và tình nghĩa. Chính vì vậy, ngày 2 tháng 8 năm 2016, Chính phủ ban hành quyết định 1533 về việc nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên hệ từ giúp nhau trên địa bàn của cả nước đến năm 2020. Và thực hiện cái quyết định này đó, thì trên địa bàn tỉnh Phú Yên, chúng tôi đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hai quyết định. Quyết định thứ nhất là ngày 3 tháng 8 năm 2017 là quyết định 2195 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng mô hình câu lạc bộ liên hệ từ giúp nhau trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020. Và năm 2018 đó, thì chúng tôi được tổ chức hỗ trợ người cao tuổi quốc tế, gọi tắt là tổ chức hay, hỗ trợ một cái chương trình, đó là chương trình tức là thực hiện cái đề án là hỗ trợ người cao tuổi thiệt thòi thông qua việc xây dựng câu lạc bộ liên hệ từ giúp nhau trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020. Và thực hiện cái quyết định này đó, thì trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 thì chúng ta đã xây dựng được 30 câu lạc bộ liên hệ từ giúp nhau trên địa bàn của tỉnh, góp phần cùng với cả nước xây dựng được trên 3.000 câu lạc bộ liên hệ từ giúp nhau. Và thưa quý các vị đại biểu quý cùng toàn thể các thành viên của câu lạc bộ đó, là năm 2020 câu lạc bộ liên hệ từ giúp nhau của nước Việt Nam chúng ta đó được tổ chức quốc tế tặng một cái giải gọi là giải nhất vì một châu Á già hóa khỏe mạnh. Có thể nói là rất vinh dự. Và chính vì cái việc hoạt động câu lạc bộ liên hệ của chúng nhau hoạt động hết sức nhân văn và tình nghĩa như vậy đó, cho nên là ngày 31 tháng 8 năm 2020 thì Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành cái quyết định 1336 về việc nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên hệ từ giúp nhau trên địa bàn của cả nước đến năm 2025. Và thực hiện quyết định này đó, thì chúng tôi đã giúp cho Ủy ban dân tỉnh tham mưu ban hành cái quyết định là 2965 ngày 23 tháng 12 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trong 2 năm 2021-2022 thì trên địa bàn tỉnh có thực hiện quyết định 1336 của Thủ tướng Chính phủ cũng như là quyết định 2965 của Ủy ban nhân dân tỉnh đó, thì chúng tôi đã xây dựng được 12 câu lạc bộ nữa. Cho đến nay thì trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xây dựng được 42 câu lạc bộ liên hệ từ giúp nhau. Có thể nói là qua theo dõi trên địa bàn của tỉnh ấy, trong đó có câu lạc bộ liên hệ từ giúp nhau thôn Nội Thượng của chúng ta được thành lập năm 2018. Thì có thể nói là các câu lạc bộ nhìn chung các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh đã là hoạt động tương đối tốt,
trên tất cả các mặt, từ việc giúp nhau phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, thế rồi là chăm sóc sức khỏe cho các thành viên của câu lạc bộ, thế rồi là bảo vệ những chế độ chính sách cho các thành viên và cho mọi người trong cộng đồng, thế rồi là hoạt động văn hóa văn nghệ, thế rồi là nâng cao cái kiến thức, thế rồi huy động các cái nguồn lực, thế rồi là cùng nhau cùng giúp nhau hỗ trợ đồng vân vân, có thể nói là hoạt động rất là tốt. Và đặc biệt là hôm nay chúng tôi đến dự nghe báo cáo 4 năm hoạt động của câu lạc bộ liên hệ từ giúp nhau của thôn Nội Thượng xã An Viên, cùng với các báo cáo và là tham luận của các thành viên trong ban chủ nhiệm. Có thể nói rằng là mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng mà trong cái thời gian vừa qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, thế rồi là chỉ đạo trực tiếp của Hội người cao tuổi xã An Viên, cho nên 4 năm qua với cái sự quyết tâm cố gắng của toàn thể ban chủ nhiệm và các thành viên của câu lạc bộ, cho nên là câu lạc bộ liên hệ từ chúng ta thôn Nội Thượng xã An Viên của chúng ta có thể nói là đạt được rất nhiều kết quả trên tất cả các mặt. Như trong báo cáo đã trình bày, tôi xin phép không nhắc lại nữa, và thay mặt cho ban đại diện Hội người cao tuổi của tỉnh xin nhiệt liệt biểu dương những kết quả đã đạt được của câu lạc bộ liên hệ từ giúp nhau thôn Nội Thượng xã An Viên của chúng ta. Trong 4 năm qua, có thể nói là câu lạc bộ liên hệ từ giúp nhau thôn Nội Thượng đã đạt được những kết quả như vậy. Thế thì trong thời gian tới thì như thế nào? Sau đây tôi xin phép nhấn mạnh một số nội dung hoạt động của câu lạc bộ liên hệ từ giúp nhau trong thời gian tới. Như là các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các thành viên của câu lạc bộ, tôi đã nói là năm 2020, loại hình câu lạc bộ liên hệ từ giúp nhau trên đất nước Việt Nam của chúng ta đã được tổ chức hỗ trợ người cao tuổi quốc tế trao một cái giải gọi là giải nhất vì một châu Á già hóa khỏe mạnh. Và vì vậy là Thủ tướng tiếp tục ban hành những quyết định 1336 ngày 31/8/2020, và trên địa bàn tỉnh thì tiếp tục ban hành những quyết định là 2965 việc nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên hệ từ giúp nhau đến năm 2025. Vì vậy tôi đề nghị như thế này, là có thể nói là trong 4 năm qua, câu lạc bộ liên hệ từ giúp nhau thôn Lực Lượng đã đạt được rất nhiều kết quả, cho nên trong thời gian tới tiếp tục những phát huy tiếp tục câu lạc bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để tiếp tục thực hiện tốt những nội dung mà câu lạc bộ liên hệ từ giúp nhau đã đề ra trên tất cả các mặt, từ việc giúp nhau phát triển kinh tế, thế rồi là giúp nhau chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Và cuối cùng một lần nữa, thay mặt cho ban đại diện Hội người cao tuổi của tỉnh, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các thành viên của câu lạc bộ và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng, và chúc câu lạc bộ của chúng ta ngày càng phát triển. Xin chân trọng cảm ơn. Thứ trước toàn thể hội nghị, chúng ta vừa nghe những chỉ đạo lãnh đạo và tham gia ý kiến của câu lạc bộ. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn ý kiến của ông Nguyễn Duy Hưng, ủy viên ban chấp hành trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên. Cô tôi gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới ông và gia đình ông. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Sinh Mừng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Viên có đôi lời phát biểu với hội nghị. Chúng ta xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các bác thành viên cao tuổi Thái Nguyên, hôm nay
đại diện cho tôi đại diện cho đảng ủy hội đồng nhân dân ban nhân dân xã về tham dự và chỉ đạo tổng kết 4 năm thực hiện câu lạc bộ liên hệ phụ nữ thương là cái liên hệ thế hệ làm việc xã nhà. Thì hòa chung trong cái không khí của toàn đảng toàn dân đang nỗ lực phấn đấu lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Thế và Hội Đồng Thương hôm nay tổ chức kỷ niệm 4 năm hoạt động của câu lạc bộ liên hệ Hội Đồng Thương. Lời đầu tiên cho má phép tôi xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể ổn định mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và chung tay xây dựng quê hương An Biên thôn và thượng hưng ngày càng giàu và đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí cùng các bác, các anh các chị cao tuổi trung niên cũng như các đồng chí đã biết, năm 2022 là một năm thứ hai thực hiện nghị quyết của đảng bộ xã An Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Thế và bám sát cái sự chương trình công tác của toàn khóa và chương trình công tác năm 2025, ban chấp hành đảng bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đề ra các giải pháp và thực hiện và phát huy những cái điểm thuận lợi, khắc phục những khó khăn, tình hình diễn biến phức tạp của thế giới nói chung và xã An Biên nói riêng, đó là đại dịch Covid-19, cái sự biến động của thị trường lương thực và thực phẩm có ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân, đó là tình hình kinh tế xã hội của địa phương vẫn đang tiếp tục phát triển và với phát triển với tốc độ mà tương đối bình quân thu nhập đầu người khoảng 55 triệu trên một người so với năm 2021 tăng 0,5 triệu trên người trên năm. Sản xuất nông nghiệp và sản xuất lương thực thực phẩm các loại sản xuất khác cùng với các cái cơ mô hình khuyến nông để quản lý về nhà nước đất đai môi trường và tăng cường cái quản lý về quản hành chính nhà nước, đặc biệt là trong giai đoạn công nghệ số và hiện đại hóa đất nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay xã An Biên chúng ta đã phấn đấu và đạt được là xã đạt nông thôn mới nâng cao vào tháng 12 năm 2020. Thế rồi thu chi ngân sách xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng được đổi mới theo từng ngày và từng giờ. Thế rồi số hộ nghèo trong năm là giảm, số giàu tăng, chất lượng giáo dục mũi nhọn được tăng trưởng và tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học cao đẳng trung học chuyên nghiệp, thế rồi chuyển cấp lên lớp tăng so với năm so với mọi năm. Mọi người cao tuổi ở xã rồi câu lạc bộ liên hệ của câu lạc bộ tập trung vào các cái việc như là công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, rồi đối với người cao tuổi gặp khó khăn, thế rồi trong lúc đại dịch Covid-19 chăm sóc sức khỏe, đối với thăm hỏi tặng quà đến với các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Về chính sách xã hội khác được tiếp cận và thực hiện đầy đủ kịp thời, đặc biệt là làm tốt công tác thăm hỏi tặng quà đối với người cao tuổi khó khăn, đó là nhiệm vụ và cũng như là đại diện của đại diện ban đại diện của người cao tuổi vừa với diễn. Nhiệm vụ chính của câu lạc bộ là gì? Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong câu lạc bộ, thế và giúp đỡ
người nghèo, người già, có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên trong cuộc sống, không để ai ở lại ở phía sau. Về tình hình hàng năm hội người cao tuổi như là câu lạc bộ cũng như báo cáo các đồng chí vừa báo cáo là gì, có nhiều các cái tấm quà dù là có giá trị kinh tế nó chưa được cao, nhưng đây cũng là thể hiện cái tấm lòng của hội người cao tuổi cũng như là câu lạc bộ chăm thăm hỏi tặng quà trong dịp Tết Nguyên Đán, thế rồi những ngày kỷ niệm ngày cao tuổi đối với các cái thế hệ cao tuổi trong xã người cao thôn. Tình hình an ninh chính trị trong địa bàn xã được ổn định và đảm bảo trật tự, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, công tác xây dựng đảng chính quyền đoàn thể ngày càng được chú trọng, tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 4-6 của nghị quyết của đại hội đảng 12 và 13 và xây dựng chỉnh đốn đảng thực hiện tổ chức những năm của bộ chính trị về hoạt động của mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể thì bám sát vào các công tác của địa phương để triển khai trong năm 2022 và chỉ đạo cùng với thôn và chi bộ chỉ đạo có chi bộ có ông đã chỉ đạo chi bộ đại hội thành công chi bộ năm 2019 2022 và một số những vụ khác của địa phương như là bầu trưởng thôn, ví dụ các cái hoạt động tình nghĩa như là vừa rồi trong báo cáo các đồng chí đã gọi đã nêu. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, thưa các bác, các bác cao tuổi, anh đây chính là trung trưởng Cao Liên. Qua nghiên cứu báo cáo và 4 năm tổng kết và phương hướng nhiệm vụ của năm 2022 và trong những năm tiếp theo, tôi hoàn toàn đồng tình với các cái ý kiến của trong bài báo cáo, thế rồi ba ý kiến tham luận về ý kiến chỉ đạo và đánh giá của đồng chí đại diện của các buổi. Tôi xin nhấn mạnh là trong thời gian tới đối với người cao tuổi nói chung và câu lạc bộ ở liên thế thôn Hà Thượng nói riêng cần tập trung một số điểm. Thứ nhất là tập trung bám sát với cái chương trình công tác và mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, triển khai tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của hội mà đã nêu trong báo cáo, đặc biệt là phong trào thi đua tuổi cao gương sáng được hội và triển khai có hiệu quả, thu hút được nhiều hệ tham gia. Để xin báo cáo với hai đồng chí đại diện cho người cao tuổi của tỉnh là gì, đối với thôn Hạ Thượng nói riêng và trong toàn xã nói chung là đúng ra là hội người cao tuổi ấy, thì phải là nữ là phải trên 55, nam là trên 60 thì bắt đầu nghĩ là bắt đầu tham gia vào hội người cao tuổi. Thế nhưng đối với xã thì là theo cái khuyến khích có thể là 40 cũng có thể vẫn đạt tham gia được để tham gia xây dựng cái quỹ của hội người cao tuổi, thế rồi các cái hoạt động của câu lạc bộ liên hệ. Thì báo cáo với các bạn lúc nào là cũng là bà thôi, nhưng mà đây rồi tại sao tôi lại gọi là trung liền cả cao tuổi trung liên đúng không, trông có khi ra đường còn trẻ hơn con dâu đúng không, cho nên là chỉ là trung tuổi cao liên thôi. Cho nên là chúng ta phải bám sát vào các nhiệm vụ, đặc biệt là cái câu lạc bộ như vậy. Thế rồi dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh huyện và hội người cao tuổi của xã, hội người cao tuổi biểu và các bác cao tuổi, các chị cao tuổi trung niên mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, thế rồi đoàn kết trong câu lạc bộ, xây dựng câu lạc bộ ngày càng phát triển và tạo điều kiện cho con cháu có cái thời gian đi công tác
xã hội được tốt nhất và chung tay với toàn thể nhân dân trong toàn xã xây dựng xã An Viên ngày càng giàu và đầy đổi thay trong thời gian tới. Thì xin chúc có những mạnh khỏe. Xin rất là cảm ơn. Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể hội nghị chúng ta rất vui mừng được đón ông các bà lãnh đạo của hội người cao tuổi tỉnh Hưng Yên của huyện Tiên Lữ và các lãnh đạo của xã. Em vừa qua chúng ta được nghe bài phát biểu của ông Nguyễn Duy Hy, ủy viên ban chấp hành hội người cao tuổi Việt Nam, trưởng ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh Hưng Yên, và ông Phạm Chí Mừng, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Công đã mang đến những lời động viên cho cán bộ và thành viên câu lạc bộ quan hệ người dân nhau của thôn Lợi Thượng, và cũng chỉ ra những việc làm còn chưa được của ban chủ nhiệm cũng như của câu lạc bộ, và hướng cho thành viên câu lạc bộ có các hoạt động tiếp theo để bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm của câu lạc bộ để phát triển câu lạc bộ ngày càng được vững mạnh và phát triển hơn. Qua đây tôi xin được phép là thay mặt cho ban chủ nhiệm cùng tập thể 71 thành viên câu lạc bộ liên hệ thường giúp nhau thôn Lợi Thượng xin ghi nhận và chấp hành theo các ý kiến chỉ đạo của các ông đã chỉ đạo phát biểu trước hội nghị, và cũng xin hứa là chúng tôi trong ban chủ nhiệm cùng tập thể đội ngũ các tổ trưởng tổ phó của các tổ trong câu lạc bộ đoàn kết hơn nữa, cùng nhau bám sát cái nhiệm vụ của câu lạc bộ và các sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo của người cao tuổi tỉnh Hưng Yên, của huyện Tiên Lữ, và những cái quyết chỉ đạo của đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã An Viên để thực hiện tốt cái nhiệm vụ của câu lạc bộ và xây dựng câu lạc bộ ngày càng vững mạnh hơn nữa. Và một lần nữa cho phép chúng tôi xin được chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe ông luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể hội nghị, qua 4 năm hoạt động của câu lạc bộ và để động viên tinh thần cho các cái thành viên cá nhân của câu lạc bộ đã có nhiều các công lao đóng góp vào việc xây dựng các phong trào của câu lạc bộ trong những năm qua. Căn cứ vào cái sự nhất trí của thành viên trong câu lạc bộ, thành phần gồm ban chủ nhiệm câu lạc bộ, các tổ trưởng tổ phó và sự có mặt tham dự của bà chủ tịch hội người cao tuổi xã, bà chi hội trưởng hội người cao tuổi thôn trong cuộc họp ngày 8 tháng 11 2022, nhất trí khen thưởng các cá nhân thành viên trong câu lạc bộ gồm những ông bà có tên sau đây. Thì tôi đọc cái tên ai để xin mời lên sân khấu để nhận các cái bà phần thưởng. Một là bà Phạm Thị Giảo, hai là bà Lê Thị Trúc, ba là bà Lê Thị Sáng, bốn ông Lê Thăng Long, năm ông Trần Minh Viện, sáu bà Phan Thị Hà, bảy bà Nguyễn Thị Hoa, tám bà Phạm Thị Hoa, chín bà Phan Thị Thúy Hà, 10 bà Phan Thị Thúy Nhàn, 11 bà Đỗ Thị Nhàn, 12 bà Đỗ Thị Nhung, 13 bà Phan Thị Bình, 14 bà Phan Thị Tình, 15 bà Minh. Đông đảo ông lên đi ra đây.
một thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đội thứ ba vui mừng phấn khởi được nghe những lời phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Duy Hy, ủy viên Ban Chấp hành Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh Hưng Yên. Những lời phát biểu chỉ đạo của ông Phạm Sinh Mừng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Viên. Xin thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố bế mạc lễ kỷ niệm 4 năm ngày thành lập câu lạc bộ những thế hệ tự giúp nhau vui mừng ở xã An Viên. Cuối cùng, tôi xin kính chúc các quý vị, khách quý cùng toàn thể hội nghị có một sức khỏe dồi dào,